Đây là một loạt những cái tin tức liên quan tới những cái tiền pháp định điện tử mà sẽ được đưa ra. À, nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới những điều đó thì tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Trước hết chúng ta hãy nói về tình hình của Trung Quốc thì không có gì gọi là quá bất ngờ các bạn cũng đã biết là tin tức liên quan tới Trung Quốc đang thử nghiệm một tiền điện tử là một cái tin tức chúng ta đã nghe nói tới rất là nhiều có thể nói là bắt đầu từ cái đây 2 năm thường đã từng chia sẻ với các bạn là cơ hội rất là cao là sẽ có nhiều quốc gia sẽ tự đưa ra tiền được số riêng của quốc gia đó một tiền điện tử riêng và Trung Quốc cũng sẽ là một trong những quốc gia mà rất có khả năng cao là sẽ đi đầu trong vấn đề này và Trung Quốc có thể là một cái khả năng rất là cao là sẽ dẫn đầu trong cái phong trào này Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là một trong những cái điều mà Trung Quốc rất có muốn đó chính là tước đi một số quyền lực của đồng đô la tại vì đồng đô la bây giờ vẫn là cái đồng dự trữ của quốc tế ai cũng muốn lưu trữ đồng đô la Thường cũng đã từng chia sẻ một số những cái tài liệu liên quan đến là khi mà dịch bệnh xảy ra thì các bạn thấy được là nhiều ngân hàng trung ương của quốc tế đang thiếu hụt tiền đô la tại vì người dân chỉ muốn tiền đô la họ không muốn lưu trữ tiền của quốc gia đó tại vì họ chỉ tin tưởng vào đồng đô la thì Hoa Kỳ là phải mở đường dây để mà cho đổi tiền pháp định của những quốc gia đó để mà đổi ra đô la thì chúng ta thấy được là đây là một điều mà Trung Quốc rất là muốn là có được quyền lực của tiền pháp định thì Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm cái đồng tiền điện tử như nhân tệ và tin tức chúng ta nhận được ngày hôm qua ngày 15 tây tháng 7 đó chính là tiền điện tử như nhân tệ của Trung Quốc là sẽ được thử nghiệm à, với một cái công ty công ty này gọi là cái công ty Melton Dianping thì các bạn thấy đây là một cái công ty mà gửi đồ ăn tới cho khách hàng khi mà khách hàng order thì gửi đồ ăn tới và có tổng cộng một con số rất là lớn là 435 triệu người sử dụng thường xuyên ở trên cái ứng dụng này và hàng ngày cái số lượng tiền mà thông qua ứng dụng này đã lên tới hàng tỷ đô la và tiền kỹ thuật số của Trung Quốc sẽ được thử nghiệm ở trên cái nền tảng của công ty này đây là một cái thông tin mà vừa tham Bloomberg là đến từ một cái nguồn rất đáng tin cậy từ Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc, có nghĩa là People Bank of China (PBOC). Ngoại trừ tin tức này ra, thì chúng ta thấy được là có một số những tin đồn là cái video streaming platform, có nghĩa là một cái nền tảng mà các bạn có thể stream những cái video, bili uh, bili ở Trung Quốc cũng đang nói chuyện với lại uh, PBOC, Ngân hàng Trung mương của Trung Quốc, để có thể sử dụng thử nghiệm tiền điện tử của Trung Quốc ở trên nền tảng này. Và các bạn thấy được là trước hết cái việc mà Trung Quốc sẽ đưa ra một tiền điện tử riêng điều này là hoàn toàn chắc chắn các bạn thấy được là ngay cả ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã nói là sẽ đưa ra một tiền điện tử riêng nhưng mà chưa biết là ngày nào sẽ thực sự là phát hành đây là đầu tiên các bạn cần nên biết điều thứ nhì nữa là Trung Quốc đã di chuyển rất là gấp rút các bạn thấy được đây là một tiền tử của quốc gia mà đã bắt đầu thử nghiệm trên nhiều nền tảng khác nhau và cách đây không có lâu chúng ta thấy được là cách đây chỉ khoảng chừng là một tháng thì lúc đó, Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc đã nói là những cái mã nguồn đứng sau lưng của tiền điện tử của Trung Quốc đã coi như là xong. Bây giờ chỉ trong cái giai đoạn thử nghiệm, có thể nói đây là một tiền điện tử của quốc gia mà đã đi rất là xa so với những tiền điện tử khác. Và không chỉ riêng là Trung Quốc, chúng ta thấy được là hôm nay chúng ta nhận được một số những cái thông tin liên quan tới là Nhật Bản. Nhật Bản đã đưa ra cái thông báo là ngân hàng trung ương của Nhật Bản đã rất là thận trọng và đang suy nghĩ về việc đưa ra một tiền điện tử riêng của Nhật Bản. thì một trong những cái vấn đề tại sao mà những ngân hàng trung ương bây giờ lại muốn đưa ra tiền điện tử riêng thì tôi nghĩ là cái dịch bệnh đang xảy ra đã khiến cho nhiều ngân hàng trung ương nhận ra được là cần phải có một cái hệ thống tiền tệ tiền điện tử riêng chứ không thể nào mà dựa vào hệ thống hiện tại được. Tại vì các bạn thấy được là hiện tại chúng ta sử dụng tiền mặt và các bạn có thể sử dụng hệ thống của ngân hàng. Nhưng mà các bạn cũng nên biết là hệ thống của ngân hàng đó là chúng ta dùng tiền mặt để mà gửi vào chứ không phải là một tiền điện tử mà có thể được tạo ra ngay trên mạng lưới. Cho nên đây là một cái điều khác biệt rất là lớn và các bạn thấy là dựa vào cái ngân hàng hiện tại thì gửi tiền nhận tiền xuyên quốc gia là một điều rất là khó khăn và ngay cả các bạn thấy là không phải ai cũng có thể sử dụng ngân hàng một cách dễ dàng cho nên một tiền tử riêng của quốc gia là một điều rất là cần thiết và khi mà dịch bệnh xảy ra thì nhiều người lại chạy vào ngân hàng để mà rút tiền ra tại vì họ sợ là có thể là dẫn đến việc là ngân hàng hết tiền hay là khi mà họ cần tiền đến những cái máy atm là hết tiền cho nên nhiều người lại chạy vào ngân hàng để mà rút tiền vì lý do đó nhiều chính phủ trung ương đã nhận ra được rồi chúng ta cần phải có một tiền điện tử riêng tại vì đương nhiên nếu như tất cả sử dụng tiền điện tử thì không có tiền mặt để mà rút ra họ không cần phải quan tâm đến việc là người dân chạy vào ngân hàng để mà rút tiền thì ngân hàng trung ương của nhật bản BOJ đã nói là sẽ bắt đầu tìm hiểu những cái công nghệ coi coi là khi mà sử dụng công nghệ này và thử nghiệm coi coi là cái công nghệ tiền điện tử uh, sử dụng như thế nào và có thể sử dụng được một cách an toàn hay là không đây là tin tức liên quan tới tiền điện tử của nhật bản và ngoại trừ điều này ra thì chúng ta nhận được cái tin tức liên quan tới ngân hàng MUFG Thì ngân hàng MUFG này là một ngân hàng ở Nhật Bản Thì trong bài viết này nói là ngân hàng này là ngân hàng lớn thứ năm ở trên thế giới Nhưng mà thật ra điều đó cũng không đúng tại vì các bạn thấy được là những ngân hàng lớn hiện tại Là những cái ngân hàng mà chúng ta thấy được là ngân hàng liên quan đến Trung Quốc Như chúng ta thấy là ngân hàng công thư của Trung Quốc hay là ngân hàng xây dựng của Trung Quốc thì khi chúng ta nhìn vào những ngân hàng lớn nhất trên thế giới thì những ngân hàng phụ thuộc vào trung ương của Trung Quốc là đứng đầu. Nhưng mà nếu chúng ta nói tới là một cái ngân hàng mà không phụ thuộc vào chính phủ trung ương như là ngân hàng MUFG thì đây là ngân hàng tư nhân đối với thuận là đứng đầu trên thế giới. Thì ngân hàng này đã đưa ra cái tài liệu là trong vòng nửa năm còn lại của năm 2020 là sẽ đưa ra một tiền điện tử riêng của ngân hàng này. Và các bạn thấy được đây là một cái dự án mà trong bài viết này nói đã bắt đầu từ năm 2015. Nhưng mà chúng ta nói tới dự án này là năm 2018. Thì chúng ta thấy là MGFG sẽ đưa ra một cái dự án Đây là một dự án tiền điện tử à, ổn định Có nghĩa là tiền điện tử này là sẽ ổn định một đồng này Sẽ bằng một đồng Yen của Nhật Bản Và ngân hàng MGFG nói là sẽ có một cái đối tác là Sẽ thử nghiệm cái tiền điện tử của ngân hàng này đưa ra Thì đối tác này là đối tác gọi là Recruit Group Và thật ra trên những bài viết Thường cảm thấy là những bài viết thì họ cứ copy lẫn nhau Họ nói là cái đối tác Uh, recruit Group này thì nói là sẽ có một triệu những cái chi nhánh của công ty này sẽ thử nghiệm cái đồng mà được đưa ra bởi ngân hàng MUFG nhưng mà thường vẫn chưa tìm thấy những tin tức rõ ràng liên quan tới Recruit Group và cái Recruit Holdings uh, khi mà thường Google Recruit Group này ở Nhật Bản thì đây là một công ty chuyên về Human Resources có nghĩa là một công ty chuyên về nhân sự họ kiếm người, họ xử lý những cái việc liên quan đến nhân sự như là trả lương thì những mà nào mà ở Nhật Bản mà hiểu về tài liệu liên quan tới Recruit Group hay Recruit Holdings sẽ comment phía dưới để mọi người hiểu rõ hơn về cái tầm quan trọng của công ty này là như thế nào. Một điều mà các bạn thấy được ở đây là cách đây không có lâu tháng 12 năm 2019 thì lúc đó ngân hàng MGFG này à, đã phủ nhận việc là ngân hàng này đang chuẩn bị đưa ra một tiền cư được số riêng và các bạn thấy được là chúng ta không nên nghe những gì họ nói mà hãy nhìn những gì họ làm Tại vì cuối cùng chúng ta thấy là cách đây chỉ có vài tháng sau, 7 tháng sau Thì tin tức confirm của ngân hàng này nói là sẽ đưa ra một đồng ổn định từ ngân hàng MGFG này Và một điều các bạn cần phải lưu ý đây, đây là một ngân hàng rất là lớn Các bạn nghĩ là khi mà họ đưa ra một đồng ổn định này là một ngân hàng ở Nhật Bản thì có cần phải xin phép chính phủ Nhật Bản hay là không Tôi nghĩ là đương nhiên là cần phải nói tới chính phủ Nhật Bản Chứ không thể nào mà tự nhiên mà đưa ra một đồng ổn định riêng như vậy Nhưng mà các bạn thấy là MGFG đang thử nghiệm Có nghĩa là trong tình hình bây giờ thì hầu như là nước nào cũng đã đi rất là xa so với lại cái tình hình của Hoa Kỳ Tại vì chúng ta nhận được những cái tin tức liên quan tới những công ty như là JP Morgan Chase, những hàng Chase Hay là chúng ta nghe nói tới công ty Facebook muốn đưa ra đồng Libra Nhưng mà tất cả những dự án đó bây giờ đều hầu như là không có tiến triển và dự án libra của công ty facebook cái cơ hội mà có thể được uh, tung ra càng ngày càng giảm xuống và ngay cả chúng ta nói tới việc là liên quan tới tiền điện tử riêng của hoa kỳ thì nhiều người là có nhiều ý kiến khác nhau như là chúng ta hỏi những cái tài liệu uh, liên quan tới tiền điện tử riêng của hoa kỳ uh, khi chúng ta hỏi bộ trưởng bộ tài chính steve mnuchin hay là hỏi uh, fed chairman chủ tịch của fed đó chính là Jerome powell thì cả hai đều phủ nhận cái tầm uh, quan trọng của tiền điện tử của một quốc gia cả hai đều nói là chưa phải là một điều mà đang xem xét bây giờ nhưng mà ngược lại ở quốc hội thì quốc hội vẫn đang xôn xao về cái vấn đề này Chúng ta đã từng chia sẻ một cái video cách đây không lâu Đó chính là cái video 613 là Hoa Kỳ sẽ đưa ra một tiền điện tử riêng Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là thời kỳ bây giờ là một thời kỳ rất là vi thường Không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa Tại vì các bạn thấy là những quốc gia khác như là Trung Quốc và Nhật Bản Đã bắt đầu có những cái bước tiến tới là đưa ra một tiền điện tử riêng cho quốc gia đó Và ngay cả chúng ta nói tới nước Anh Thì tin tức à, được chia sẻ cách đây hai ngày thống đốc của ngân hàng trung ương nước Anh đó chính là Andrew Bailey đã confirm có nghĩa là họ đã xác nhận là trong vòng vài năm tới đây thì nước Anh sẽ có một tiền điện tử riêng và ngay cả nước Anh các bạn thấy là cũng đã bắt đầu là di chuyển để mình đưa ra một tiền điện tử riêng thì tại sao chúng ta lại đột ngột nhận được rất nhiều những tin tức liên quan tới nước Nhật Bản, nước Trung Quốc, nước Anh lại muốn đưa ra tiền điện tử riêng và ngay cả chúng ta thấy được là Hoa Kỳ bây giờ là trước đây nói là chưa quan tâm đến nhưng mà trong video 613 này thì ở quốc hội cũng đã nói là cần phải gấp rút và suy nghĩ thận trọng về việc đưa ra tiền kỹ thuật số riêng có nhiều lý do tôi nghĩ là lý do đầu tiên đó chính là dịch bệnh thì như là thường đã chia sẻ là khi mà dịch bệnh xảy ra thì những cái lỗ hỏng ở trong cái hệ thống ngân hàng hiện tại đã từ từ lộ ra là đây là một cái hệ thống mà nếu như chúng ta gặp những trường hợp như là dịch bệnh thì sẽ rất là khó khăn tại vì à, nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng tiền mặt và ngay cả ngân hàng thì di chuyển ngân hàng nhiều khi cũng rất là khó khăn cho nên đây là cái lý do mà tại sao nhiều quốc gia bây giờ là đang suy nghĩ thận trọng về việc đưa ra tiền kỹ thuật số riêng của họ. Lý do thứ nhì, tôi nghĩ là nhiều quốc gia có thể thấy đây là một cái cơ hội để có thể củng cố tiền pháp định của mình. Có nghĩa là khi mà chúng ta đã có tiền điện tử và tất cả mọi người sử dụng trong cái quốc gia đó thì không cần tiền mặt nữa đây là một điều mà có thể làm giảm đi cái số lượng tiền mặt được sử dụng giảm đi chi phí in tiền cũng như là người dân không thể vô ngân hàng để mà rút tiền ra tại vì các bạn thấy là không có tiền để mà rút thì đây là một trong những cái lợi thế khi mà có tiền điện tử hay là chúng ta nói tới Trung Quốc thì đây là một trong những cái chiến lược mà Trung Quốc có thể tước đi được cái tầm ảnh hưởng của đồng đô la nếu như mà sử dụng tiền điện tử riêng của Trung Quốc đây là lý do thứ nhì và lý do thứ ba đó chính là liên quan tới BTC thì có thể là các bạn nghĩ là Bitcoin bây giờ vốn hóa rất là nhỏ thì tại sao lại liên quan tới BTC thì các bạn cần phải nhìn lại cái tuyến đường của BTC trong thời gian mười mấy năm qua chúng ta nhìn vào BTC thì các bạn thấy được là căn bản là có bốn giai đoạn và chúng ta đang bước vào cái giai đoạn kế tiếp đó chính là giai đoạn thứ năm thì năm giai đoạn này là như thế nào những mà nào mà theo dõi thuần capital từ bấy lâu nay thì chắc cũng đã từng nghe nói nhiều tới những cái giai đoạn này giai đoạn đầu tiên đó chính là proof concept có nghĩa là lúc mà bitcoin mới đi ra đời chỉ có là một cái cuộc thử nghiệm một cái white paper giai đoạn thứ nhì đó chính là giai đoạn payment có nghĩa là giai đoạn này là giai đoạn mà có một số những công ty nhỏ là bắt đầu chấp nhận BTC một số người ở trên mạng chấp nhận thanh toán bằng BTC giai đoạn thứ ba đó chính là giai đoạn ego giai đoạn ego này là cái giai đoạn mà nhiều người cho Bitcoin là một cái tiền điện tử như là chúng ta thấy được là trong vòng 2-3 năm qua và giai đoạn thứ tư là giai đoạn mà chúng ta đang ở hiện tại đó chính là Bitcoin trở thành một cái tài sản điện tử, một cái loại tài sản một mảng đầu tư. Như các bạn thấy được là một dẫn chứng là nhiều công ty lớn bây giờ là từ từ tham gia vào trường Bitcoin, họ lưu trữ Bitcoin hay là thậm chí là có nhiều sản phẩm được đưa ra từ ngân hàng liên quan tới Bitcoin như là chúng ta thấy được là có Bitcoin Future, Bitcoin Option và bây giờ ngay cả trên những cái trang web liên quan tới tài chính truyền thống như là CNBC chúng ta cũng thấy là Bitcoin là một trong những dữ liệu mà họ truy cập hàng ngày, cho nên rất rõ ràng là Bitcoin đã trở thành một cái mảng đầu tư, một phần của thị trường tài chính truyền thống. Và một điều mà chúng ta cần phải hiểu đây là chúng ta đang bước vào giai đoạn thứ năm. Đây là cái giai đoạn mà BTC thực sự trở thành một loại tiền mà có thể là cạnh tranh với loại tiền pháp định và chưa phải là bây giờ. Nhưng mà các bạn thấy được là khi mà nhìn vào những gì Bitcoin đã đạt được trong vòng 11 năm qua, thì nhiều người sẽ nghĩ là 11 năm tới đây thì Bitcoin có thể đạt được những gì? Thường nghĩ nếu như các bạn là uh, một người ở trong ngân hàng trung ương thì các bạn cũng cần phải suy nghĩ tới là cơ hội là nếu như mà Bitcoin tiếp tục củng cố địa vị của mình thì cơ hội rất là cao là nhiều người sẽ chuyển qua lưu trữ Bitcoin mà coi như đó là một cái loại tài sản chứ không có lưu trữ tiền pháp định nữa. Đây là một điều mà rất là xấu đối với tiền pháp định và các bạn cũng thấy được là vàng thì có thể nhiều người nói là bây giờ ta cũng có vàng tại sao mà mọi người không lưu trữ vàng? Thì như thương đã chia sẻ các bạn có thể là biết là tiền pháp định sẽ mất giá nhưng mà các bạn lại không muốn mua vàng tại vì mua vàng thì các bạn cần phải kiếm nơi để mà lưu trữ cần phải bảo vệ vàng của mình và không dễ dàng để mà di chuyển giả sử như là các bạn là một người ở một quốc gia mà không dễ dàng ra ngoài được hay là một cái quốc gia mà có cái sự hạn chế về việc di chuyển tiền xuyên quốc gia thì làm sao các bạn có thể di chuyển số lượng lớn vàng từ quốc gia của các bạn đi vào một quốc gia khác Bitcoin thì dễ dàng hơn Cho nên tôi nghĩ là có nhiều người sẽ nghĩ là cơ hội cao Là BTC sẽ tiếp tục phát triển Cho nên bây giờ chúng ta cần phải có một tiền điện tử uh, Để có thể cạnh tranh với BTC sau này Chứ nếu như mà cứ tiếp tục như vậy 11 năm sau Thì tiền pháp định ngày lại càng sẽ mất giá Và tiền pháp định vẫn tiếp tục Như là hiện tại vẫn còn là tiền mặt Thì làm sao mà có thể cạnh tranh được Và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội Các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter Hay là bạn là một trader Thì trước khi mà các bạn đăng ký vào một cái sàn nào thì bấm vào cái link ở phía dưới Để các bạn tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là các bạn có thể tham gia sàn Margin.fx thì các bạn có thể đăng ký để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là có tín hiệu truyền miễn phí. Hay là các bạn có thể tham gia sàn Margin.bybit hay là sàn Binance, sàn Coinbase. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.